nheo đúng 3 tuổi rồi. Vậy là nheo được 35 tháng rồi ông Sương ha. 36. Thì tháng sau là 36. 36 vừa đủ 36 rồi, gần 36 rồi. Năm nay tháng 3 là đúng 3 tuổi. Vậy là 36 tháng rưỡi, 35 tháng rưỡi. Gì con? Ờ mày nắm tay hả? Ok. Đi qua có ba mày làm ăn sao rồi? Còn ngày mấy tháng à?